Malamed Bình Dương xin chào tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của Malamed Bình Dương nha. Và trong cái video buổi tối ngày hôm nay thì Malamed sẽ cập nhật cho tất cả bà con, cô bác rất là nhiều những cái tin tức mới luôn. Đầu tiên đó chính là tin từ anh Linh Tý và chị Bích Trâm. Sau đó là tin từ luật sư của Hồng Loan, đó chính là luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc. Và cuối cùng đó chính là tin từ chị Hồng Loan nha. Thì bà con cô bác xem video nhớ được cái tour nha, để chúng ta cập nhật những cái tin tức mới nhất nha. Rồi, cách đây 1 giờ trước thì anh Linh Tý có đăng chị Bích Trâm ha. Cái đây là của chị Bích Trâm. Chị Bích Trâm thì đăng cái bài viết, đăng cái status như thế này: lâu lâu phải kêu lại chụp tấm hình úp cúng phở bò, không chụp á tụi nó đồn ly dị nữa thì mệt, kha 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 kha. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và bên dưới thì anh Linh Tý và chị Bích Trâm có chụp chung một cái tấm hình ha, rất là dễ thương luôn, rất là ngầu nha. Rồi thì bây giờ để 15S đọc một số những bình luận của khán giả để xem coi là khán giả sẽ nói gì nha. Dễ thương quá Tý Trâm ơi, cặp đôi hoàn hảo, trai tài gái sắc, yêu yêu. Hai em hung nhau mới biết không có giận nhau nha. Không hung á, tụi nó đồn là đang giận sắp ly dị á, kha kha. Wow, hai vợ chồng dễ thương, cặp đôi hoàn hảo nè, ủng hộ Tý Trâm, gia đình vui nhộn, đẹp đôi quá nè. Cặp đôi hoàn hảo nhất quả đất, ủng hộ vợ chồng Linh Tý Trâm, gia đình hạnh phúc. Hai cháu đẹp đôi dễ thương quá nè. Bích Trâm trong phim cũng như ngoài đời rất là chân thật, dễ thương, giản dị, cưng dữ vậy trời. Lâu lâu chụp cho biết là hai đứa còn thân hả em. Wow, rất là dễ thương ha. Đó, thì một số bình luận thì 15 hết cũng đã đọc rồi nha. Tiếp theo thì tin từ luật sư Nguyễn Tiết Ngọc nha, để xem coi là luật sư có những cái tin gì mới liên quan đến là chị Hồng Loan hay không nha. Rồi, cách đây 4 giờ trước thì chị luật sư Nguyễn Tiết Ngọc đang cảm thấy quyết đoán cùng với là Nguyễn Trọng Ân tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và status của luật sư như thế này: bữa nay lại bảo vệ bị đơn nè, luật sư ở thế bị mà cứ tươi tắn là sao nè, đi Bà Rịa Vũng Tàu mà không được tắm biển. Và bên dưới thì luật sư Nguyễn Tiết Ngọc có để lại hai tấm hình ha. Một tấm hình nó đang ở tòa án nè, cùng với những bộ hồ sơ, và một tấm ảnh của luật sư đang ngồi chống cằm, rất là dễ thương luôn. Rồi thì để xem 15S đọc một số những bình luận nha. Tâm sinh tướng đó chế, tâm tốt thì mặt sáng bừng. Chị đi công tác suốt, xinh đẹp, sang chảnh, trẻ trung lắm em ơi. Chúc chị cuối tuần vui vẻ, chúc luật sư nhiều sức khỏe. Chúc luật sư Ngọc và luật sư Ân luôn mạnh khỏe và thành công tốt đẹp. Chúc chị một buổi chiều tốt lành. Đó, rất là nhiều những cái lời chúc ha. Và hiện tại thì 15S vẫn chưa thấy những cái tin tức gì mới liên quan đến chị Hồng Loan nha. Và đây cũng là cái tin mới nhất mà luật sư Nguyễn Tiết Ngọc thông báo cho bà con. Rồi tiếp theo thì một cái tin rất là mới từ chị Hồng Loan nha. Cách đây 48 phút trước thì chị Hồng Loan có một cái bản tin là cùng với Nina Nazi Nguyễn, tức là chị Ni á, và 4 người khác thông báo như thế này: xuất diễn đặc biệt, dạ đại gia đình ơi, lúc 19:30 ngày 28 tháng 1 năm 2024, chủ nhật tuần sau sẽ có xuất diễn đặc biệt ra mắt vở Đu Tren. Mời đại gia đình cùng đến thưởng thức và chụp với con tấm hình trước thềm năm mới sắp đến luôn à. Địa chỉ: nhà hát Phú Nhuận mới, 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Phú Nhuận. Và bên dưới thì chị Hồng Loan để lại tổng cộng là 5 tấm hình, rất là dễ thương. Đó, đang ở trên sân khấu cùng với là những cái diễn viên nha. Thì trong những cái tấm hình này thì 15S thấy chị Hồng Loan mặc cái bộ áo dài bà ba màu xanh. Đó, còn đây là anh Linh Tý, chị Bích Trâm. Đó, và những một số diễn viên khác nha.
Rồi thì bây giờ 15 mới xin phép đọc một số những bình luận, mặc dù là mới đây thôi nhưng mà đã có hơn là 150 bình luận, 64 lượt chia sẻ và 3.700 lượt like ha, quá khủng luôn. Rồi chị Hồng Loan cũng đã ghim một cái bài, ghim một cái bình luận như thế này: Gia đại gia đình yêu thương ủng hộ vé kịch Tết nha, giá vé vở đu trend và trò chơi ma quái là 250k từ hàng A cho đến hàng Y 8 hàng, 200k từ hàng Z cho đến hàng AR 9 hàng, 150k là hàng S cho đến hàng V là 4 hàng. Liên hệ chị Linh Tý Bích Trâm, Zalo là 0902 459042. Và bà con nào chúng ta muốn đặt vé thì chúng ta liên hệ chị Bích Trâm nha, anh Linh Tý và chị Bích Trâm. Đó. Rồi, thì ở đây 15m cũng thấy á, là chị Lộc Vườn Cây cũng đã bình luận ở bên dưới. Chị bình luận như thế này: Dạ, cho chị đặt 8 vé nha. Wow, rất là tuyệt vời nha. Một fan của chị Hồng Loan đã đặt lượt 8 vé. Và như các cô chú các chị biết á, là chị Lộc Vườn Cây là một trong những thành viên của team Vì Yêu Thương và đến nha. Viết bài rất là nỗ lực cùng với là chú Lê Tính và cô Trà Quang Nữ, là một trong những người rất là tích cực ra những cái bài viết liên tục luôn để mà gọi là phản đối ở bên phe bên kia và luôn ủng hộ bên chị Hồng Loan ha. Rồi tiếp theo một số bình luận khác: Yêu mớm quá, cưng xỉu luôn. Dạ chị gọi Zalo này giúp em nha, 0902 459042. Đó, nhà thơ Trang Bùi thì cũng bình luận như thế này: Liên hệ chị Linh Tý Bích Trâm á chị, bọn mình hay comment nhanh hơn chủ ta tuốt. Thông cảm, bả lu bu lắm, đầu nhanh hơn mình, kha kha. Em muốn được gặp chị quá à, hổng nha. Và hổng nha là của bình luận của chị Trà Ngọc Ánh nha. Trà Ngọc Ánh là một nhiếp ảnh gia rất là đặc biệt nha, luôn chụp những tấm ảnh rất đẹp của chị Hồng Loan. Đó thì cái này 15S là thông tin thêm cho tất cả bà con cô bác, quý cô chú anh chị ha. Luôn luôn ủng hộ cháu, ui thích quá, ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ Hồng Loan cả nhà mình ơi. Luôn ủng hộ sân khấu kịch Quốc Thảo, Tỷ Trâm, Hồng Loan. Nhìn mẹ cưng quá à, không ủng hộ Hồng Loan. Diễn viên không chuyên nhưng rất duyên nhé Hồng Loan, chú Vũ Linh đang mỉm cười kìa. Ủng hộ cả nhà nghe, ủng hộ toàn ekip. Chúc mừng Hồng Loan, mời đại gia đình cùng ủng hộ nha mọi người. Ủng hộ Hồng Loan nha, mọi người cố lên, nhà con gái. Học hỏi ráng trau dồi thì cũng thành diễn viên được nè, cố lên. Nể bà nha bà Loan, đúng là con nhà nòi. Tự nhiên á, nghe bà lên sân khấu cái tôi nhớ cố nghệ sĩ quá ha. Phải chi á, bà lên sân khấu sớm hơn cho cố nghệ sĩ thấy, chắc ông ấy hạnh phúc và vui lắm. Một cái bình luận rất là dễ thương, rất là làm cho người khác cũng có một cái gì đó gọi là xúc động ha. Kiểu ba Vũ Linh á, phù hộ cho con gái hay sao á, chứ ngày trước sống rụt rè mà giờ tự tin trong các vai diễn, ít ai làm được nhanh vậy. Đã tổ nghề so rồi, muốn né thì cũng không được, vì đây mới đích thực là sao nói ngồi của chú Vũ Linh. Chắc vậy nghĩ, đến cố nghệ sĩ lừng lẫy trên sân khấu dìu dắt chị bảo biết bao nhiêu người. Chắc vậy, chú luôn theo dõi từng bước đi của mớm, thương. Ủng hộ Hồng Loan. Cưng xỉu, cứ thế chị nhé, làm những gì chị thích. Cùng nhau cho năm sao cho sân khấu Quốc Thảo mọi người ơi. Đó. Rất là nhiều những bình luận của khán giả nha. Đó thì trong buổi tối ngày hôm nay thì 15M cập nhật cho tất cả bà con cô bác là ba cái tin rất là mới từ anh Linh Tý, chị Bích Trâm cũng như là luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc và chị Hồng Loan ha. Bà con xem video á, nhớ like, đăng ký kênh để cập nhật được những cái tin tức mới nhất từ 15M nha. Khi mà 15M ra những cái tin mới thì bà con sẽ nhận ngay được những cái thông báo đầu tiên. Còn bây giờ thì 15M chúc cho toàn thể bà con cô bác, quý cô chú anh chị xem video có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Một buổi tối tràn đầy niềm vui nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.